hãy cùng đi shopping với Nikita ngày hôm nay tại Eza de Eza và cùng nhau khám phá bộ sưu tập mới xuân hè 2020. Một thiết kế mà Nikita rất là thích của mùa xuân hè năm nay ở Eza đó là chấm bi. Bản thân Nikita chưa bao giờ thử chấm bi cả, nên là hôm nay Nikita sẽ thử một bộ chấm bi để cho mọi người xem là có hợp với Nikita không nhé. Bộ sưu tập này có một cái rất là hay nữa là Nikita thích cái màu này, gọi là màu cá hồi. Màu cá hồi này làm cho tôn da của người châu Á chúng ta lên rất nhiều, và nó lại còn điểm đen nữa, mà mọi người biết cái màu đen là màu mà Nikita rất là thích. Đây cũng là một màu hồng, nhưng màu hồng này lại hơi khác màu hồng của màu hồng cá hồi vừa rồi. Màu hồng này nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn có độ sang trọng. Nikita rất thích mặc bộ chiếc váy hồng này với cả quần. Ta có thể mặc một bộ như này đi làm nữa, áo vest ra ngoài, váy rất là đẹp, lịch sự phải không các bạn? Những bạn gái nào mà thích màu hồng năm nay đến Eza để Eza sẽ rất là vui, vì là Eza có rất nhiều sắc hồng năm nay. Wow, da báo, một sự sáng tạo thì chúng ta thấy rất là thông minh của Eza năm nay, đó là họa tiết da báo lại có thêm màu hồng vào đó nữa, nên là các bạn thích hồng bây giờ vẫn có thể mặc được da báo nhé. Chúng ta có áo da báo, áo sơ mi ngắn tay da báo này, sơ mi dài tay da báo này, váy này, đầy đủ các sự lựa chọn, và chúng ta có thể mix váy vàng và áo da báo. Wow, có chói lóa lắm không? Oh, hello Tú. Hello em. Vui quá, chị ở đây. May mắn lắm đấy nhá. À chị ơi, em đang muốn chọn một bộ đồ mà khá là trẻ trung nhưng mà vẫn giữ được cái nét thanh lịch sang trọng ấy. Đó, tại em đòi hỏi cao thế. Nhưng mà em biết không, em đến đúng chỗ đó. Đến đúng chỗ và gặp đúng người nữa. Chị đang xem mấy bộ da báo ở đây rất là đẹp, mà chị đang chưa có mẫu thử. Thế thì em sẵn sàng làm thử luôn. Ok, mình thử chiếc váy này nhỉ? Hay là bây giờ cùng vào thử xem là ba bộ này bộ nào hợp với chị nhá. Đẹp quá, thật là sang trọng và lịch lãm. Mẹ cảm giác là tôi chiều cao rất là nhiều. Đây là không chỉ chiều cao thôi mà còn cao, cao mà cao theo kiểu cao sang nữa. Tú biết không, một bộ này là một bộ Tú có thể đi làm hàng ngày được. Nhưng mà nếu mà Tú muốn cho thêm một chút gì đấy để cho bộ quần áo nó thú vị hơn chẳng hạn, ví dụ như là khi mình ăn cơm hay là ăn phở thì mình cho một chút tương ớt và chẳng hạn như vậy, thì Nikita rất muốn Tú thử đi một đôi giày màu đỏ. Bộ này. Thử đi đôi giày này nhé. Đấy, Tú thấy không? Một đôi giày đỏ sẽ làm bộ quần áo nó thi vị hơn rất nhiều. Giống như là như chị nói từ này, người ta thở lên trong một tí tương ớt và nó ngon hơn rất nhiều. Chính xác. Cái nét mà với một đôi giày đen thì nó là một chuyện khác rồi. Đúng rồi. Khi mà chúng ta bị chúng ta sắc là mọi... Chính xác, em hiểu bài rất là nhanh. Chị muốn giới thiệu cho em thêm một chiếc váy nữa. Em chờ một chút nhé, chị sẽ lấy xem một chiếc váy. Đây là một cái lựa chọn khác nữa của em. Ví dụ như hôm nào mà em muốn thay đổi thì em có thể mặc một chiếc váy vàng này, màu vàng này đi với cả màu
ra báo rất là đẹp, khá là hợp, chính xác. Và em biết phong bộ này nhá, ví dụ như là hôm buổi tối mà em phải đi ăn tối chẳng hạn, mà không mà không có thời gian để thay đồ thì em cài cái dây này xuống trễ xuống một chút này, để trên một chiếc túi ở trong cốp xe. Thì vì khi buổi tối thì thường là mình dùng một chiếc túi nhỏ hơn. Lần mà còn mặc được rất lâu nữa, đúng không? Da báo là một trong những thiết kế mà gọi là classic, tức là mình có thể mặc năm này qua năm khác được. Chỉ có cái là phối cùng với cả các phụ kiện khác nhau để cho nó mới độ quần áo lên thôi. Dù là một bộ rất là thướt tha nhưng mà trông em hoàn toàn là tràn đầy sức sống. Và với bộ này thì chị luôn tìm những cái điểm, ví dụ như là những cái chấm bi trắng này này để phối với cả giày và thắt lưng, điểm thêm một chút đen nữa để cho nó đỡ thành như kiểu là đồng bộ ấy. Đó, và thấy bộ này khá là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà lên và fit thêm một kiện vào thì em cảm thấy rất là năng động. Chỉ là đơn thuần trong nhẹ nhàng mà mình vẫn còn cá Wow.
em có biết không, chị rất là thích cái phong cách này của em, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng mà vẫn rất là sang trọng. Chị có biết là khi mà mặc phong đồ này xong em cảm thấy rất là thích và cảm thấy là hợp, cái tính ứng dụng của trang phục khá là cao ấy, và kể cả túi hoặc là kính đi kèm vậy, em rất thích. Chị thì chị rất thích là cái cách phối màu mà chị phối cho em trong cái bộ này, tức là tất cả đều là tông rất là earthy, tức là rất là ví dụ như màu cam đất này, xong rồi màu hồng đất này, tất cả nó quyện vào thành một cái em như là một tác phẩm nghệ thuật của chị. Và khi nào mà em muốn thì em có thể đặt kính lên đó, vì chị muốn ghép cho em chiếc kính này vì nó là màu đen, nó không có một cái điểm nhấn gì đó cho bộ quần áo, nhưng mà thật sự là em chính là một tác phẩm gọi là tuyệt vời của chị. Đẹp quá, high five. Em thấy chưa, bộ này em mặc rất là đẹp mà tự dưng em thành như là kiểu một con người khác, một phong cách khác, nhưng mà nó vẫn rất là em. Vừa nãy thì chị ta còn nói với cả Tú là cái bộ chấm bi vừa nãy là phong cách của em, nhưng mà thật ra ấy thì bộ này cũng là phong cách của Tú luôn, nên là em đa phong cách. Nên là rất may mắn đúng không? Rất nhiều người muốn là ví dụ như mỗi ngày mình nên thay đổi, nên có một sự thay đổi để cho nó thú vị hơn trong cuộc sống. Bởi vì em nghĩ là nữ thì ai cũng muốn là cứ là nhiều phong cách. Tuy nhiên là có một số chị em nữ thì chỉ có một vài phong cách cơ bản nhất định thôi. Nên là khi mà được biến hóa với rất nhiều phong cách trong cùng một ngày, và đặc biệt là được chị Nikita chọn đồ cho mình nữa thì không còn gì cảm ơn hơn. Nhưng mà em biết không, bộ này là em có thể mặc được vào ban ngày này, và cũng thể mặc vào buổi tối này. Nhưng mà em có biết là bộ này em cũng có thể mặc được đến công sở, nếu em khoác lên người một chiếc áo vest phụ như chiếc này đi, thử mặc em rất là xinh. Tuy nhiên là với bộ với chiếc áo vest này thì Tú cần một chiếc thắt lưng màu đen. Khi mình mua quần áo mình cũng muốn là mặc được nhiều lần với nhiều cách mặc khác nhau đúng không? Ta chọn một chiếc túi hơi đứng đắn một chút để đi làm.
người biết Nikita thì thường là hay nhìn thấy Nikita chọn đồ đen, và cái sự huyền diệu của màu đen ấy là màu đen có thể phối được với tất cả các màu. Một trong những màu phối được đẹp nhất với màu đen đó chính là màu hồng. Và đây là một chiếc áo, chiếc váy mà Nikita rất thích, một cách phối màu rất là nhã nhặn màu đen và màu hồng. Đẹp quá. Khi mà Tú bước vào ấy là chị đã nhắm được cái bộ này ngay cho Tú rồi. Và Tú mặc thì quá đẹp. Thật sự mỗi lần mà Nikita mặc màu đen ấy thì Nikita chỉ mặc đen thôi, ít khi Nikita phối với thêm màu lắm. Nhưng mà chiếc váy này thật sự là một bức tranh, là một tác phẩm nghệ thuật. Và khi mà Tú mặc lên ấy, thật sự nhá, là Nikita cũng rất muốn mặc. Thôi vừa nãy Tú mặc đen giống Nikita rồi, bây giờ Nikita sẽ mặc cái này để cho giống Tú. Em chờ chị. Một phong cách hoàn toàn mới ạ. Em ơi, hạ một bộ váy giống nhau nhưng mà hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Khi chị mặc chị cảm thấy là chị mạnh mẽ và quyền lực, nhưng mà đứng bên cạnh một cô gái cũng giống hết bộ váy với mình nhưng mà lại rất là tùy mị và rất là nhẹ nhàng, rất là bay bổng, đúng không? Hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và may mắn, bởi vì trong cái cuộc gặp ngày hôm nay chị tư vấn giúp em chọn đồ, em cảm thấy là trước đây thì em có thể là mặc một bộ trang phục thôi, mình chỉ có thể là kết hợp với quần này quần khác thôi, nhưng mà hôm nay là được chị tư vấn chiếc áo thì mix thêm được rất là nhiều kiểu. Vì vậy mà em tin rằng là sau cái buổi gặp gỡ này của chị em mình, chắc chắn là cái khả năng mix đồ của em đa dị năng hơn để học tập chị thêm. Tức là mình phải dũng cảm hơn một chút, đúng không? Ví dụ như rất nhiều người nói với Nikita là chị ơi, tại sao chị lại phối váy mặc với cả quần? Nhưng mà hoàn toàn khi mà chúng ta bên nước ngoài họ có câu là thinking outside the box, tức là chúng ta nghĩ creative một chút, tức là nghĩ nó thoáng ra một chút. Và thật sự khi mặc một bộ quần áo ấy thì cái quan trọng nhất là cái sự tự tin. Tại vì thật sự với Tú nhá, là khi mà Nikita đi chạy Tú ấy là Nikita hơi ngại đấy. Tại vì nhưng mà cái sự tự tin của mình ấy nó sẽ làm cho mình đẹp lên, nó sẽ làm cho mình bất cứ những gì mình muốn. Ví dụ mình muốn sang trọng chẳng hạn thì mình có thể đứng cao, đầu cao lên một chút. Mình muốn dịu dàng thì mình có thể đúng vậy. Thế nên là tất cả là do bên trong mình nữa. Và luôn luôn cái sự tự tin, Tú có một cái sự tự tin chúng ta nói thật là cũng rất là ngoạn mục. Chính ra chị em mình chụp những kiểu ảnh cùng với nhau để kỷ niệm. Tú ơi, em truyền cảm hứng cho chị để chị được thử thêm nhiều bộ quần áo nữa. Bây giờ chúng mình cùng đi thử một bộ nữa nhé. Hai chị em mình mà mặc một bộ này ra đường thì không biết bao nhiêu con mắt sẽ dõi theo. Em cũng mong được như thế. Lần này chị em mình mặc cũng cùng một chiếc váy nhưng lại theo hai phong cách khác nhau. Một phong cách thì người ta phối với cả quần. Và em thấy không, một chiếc váy khi mà mình có một chút sáng tạo thì mình luôn luôn có thể mặc được với quần. Em rất thích cái phong cách này vì do là nhìn vào một cái nét gì đấy khá là cá tính, đúng là những cái mà từ trước đến nay em tìm kiếm. Rất là tức phong cách này. Nikita rất là thích cái màu này bởi màu này nó làm cho mình thật sự là rất là sang trọng này, nhưng vẫn rất là nhẹ nhàng. Lần này Eva có thiết kế cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà Nikita rất là thích, bởi vì nó như là cái trend coat ấy, tức là nó như là cái áo khoác ngày xưa của Anh ấy. Vì sao? Mà cái đai này Tú có thể thắt ra đằng trước cũng được.
Và có một cách nữa, có một cách nữa rất là hay, đó là khi nào mà mình muốn thay đổi một chút ấy, mọi người biết không, đây là một chiếc khuyên tai mà chúng ta đã cài lên đây cho Tú để có một cái điểm nhấn. Và với chiếc đai này mình có thể cài lên cổ. Cũng thành một kiểu rất là khác. Em thấy đi gần chị đi guitar em biến hóa không ngừng. Chị đi gần em chị cũng biến hóa không ngừng. Thật ra là chị rất ít mặc những cái màu như này. Và hôm nay thật sự là khi thử lên thì hóa ra là mình cũng hợp với màu này quá. Và thật ra màu này thì nó cũng rất là trung tính. Nhưng thì Nikita nghĩ là cũng có đôi lúc là những cái màu trung tính thì nó cũng rất là kém người. Vì vậy nên là khi nhà thiết kế ra bộ váy này thì họ có một cái ý tưởng là có thể mặc được với rất là nhiều hoàn cảnh. Đó, ví dụ như đi làm này, hoặc là đi chơi này. Thật sự mà nói là Nikita sẽ chọn cái bộ này để đi du lịch nữa. Vì mặc rất là thoải mái và nó cũng kín đáo, mà chất vải thì không nóng. Khi mà em mặc đi buổi tối thì có thể undo mở cái khuy cổ ra một chút và cho thêm khuyên tai hơi lấp lánh một chút này, hoặc là khuyên tai này theo là em sẵn sàng lấp lánh để đi party, đồ bẩn bẩn đi party. Nhân nói đến party thì bây giờ hãy thử một bộ buổi tối đi nhá. Ok, let's go. Ai nói là đồ đi làm không thể đi party được? Hôm nay thì chúng ta sẽ minh chứng cho một điều, biến một điều không thể thành có thể. Let's party. Mọi người thấy không, hai bộ này ta đang mặc trên người và bộ của Tú là hai bộ hoàn toàn là công sở, nhưng chỉ một chút thêm một chút phụ kiện và một chút thần thái nữa thôi là chúng ta có thể đi một buổi party sinh nhật buổi tối, hoặc là Tú hay đi party nhà gì? Em thì do có khả năng là tuổi vẫn chưa già nên là em cũng hay cái buổi party bên nhà. Và nếu mà ví dụ như mình có đi clubbing, clubbing là ở tiếng Việt là mình đi ra club đúng không, đi bar, thì một bộ như thế này rất là phù hợp.
từ đầu đến giờ mọi người thấy chúng ta là mặc trang phục rất là cá tính, nhưng mà cho bộ trang phục cuối cùng này thì chúng ta muốn thử phong cách nhẹ nhàng và chuyển chuyển hơn một chút. Thì chúng ta thích cái tông màu xanh mà lại pha một chút hồng nhẹ nhàng nhưng vẫn rất là sang trọng, ghép với cả một chiếc khuyên tai vàng chẳng hạn, nó sẽ làm cho bộ quần áo nó gọi là gì nhỉ, hoàng gia hơn một chút. Hoàng hơn một chút. Tú thấy thế nào về bộ quần áo mà Nikita phối cho Tú? Em thì cảm thấy trước đây là mặc và cái cảm giác đầu tiên nó rất là thoải mái, dễ chịu trước rồi, nên là chỉ có một bóng rất là nhẹ, nên là em cảm thấy là mặc giống như không mặc ấy. Tú có biết là cái và chiếc váy này thì có thể bỏ ra và nó sẽ thành một bộ nó rất là relax, tức là mình có thể đi chơi, đi biển hoặc là chính xác, và sau đó là mình có thể sử dụng cái dây đai này để đấy, mọi người thấy không, rất là xinh xắn, dễ thương, dễ thương rất nhiều đúng không chị? Đúng rồi, khi mà mặc bộ này thì thực sự khi ta cảm thấy là nó thoải mái kinh khủng, tức là nó có thể mình có thể mặc được cả ngày, nhất là trong mùa hè, và mình vẫn cảm thấy là nó rất lịch sự bình thường khi mà mặc một bộ quần áo thoải mái ấy. Mình cảm giác như là nó không được lịch sự, nhưng mà bộ này thì thật sự là rất là, có thể nói là trông cho Nikita rất là kiểu như là sang trọng ấy. Đấy, bây giờ chị em mình thử đi xem là cái loại váy này nó bay được như thế nào. Chị có thấy là em với chị hôm nay giống như kiểu rất là ăn ý, mà chị cảm ơn em là hôm nay em đã làm cho chị thành một siêu mẫu mà chị chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Trong bản thân em thì hôm nay em cảm thấy là học hỏi được rất nhiều, vì thứ nhất từ một bộ trang phục có thể có nhiều cách thức khác nhau, và nó không chỉ là cách đơn thuần mà đó là cái phá cách để cho cái bộ trang phục như bản thân cá tính hơn, về cái cá tính và cái mà em rất thích từ cái bộ trang phục. Và hôm nay em lại còn được rất nhiều cá tính nha, đúng không? Từ đầu đến giờ là nhiều cá tính. Xin đếm là em chọn được 10 bộ, và 10 bộ là 10 cá tính khác nhau, không phải ai cũng có được 10 cá tính khác nhau. Nhưng mà còn có một cá tính nữa mà em thấy rằng là em chưa đủ cho ngày hôm nay, đấy là em rất thích áo thun. Vì vậy mà chị có thể chọn, thế thì chị sẽ chọn cho em một bộ thể thao để ta về. Thế nào, Tú thấy thoại nguyện với bộ này không? Em cảm thấy rất là thoại nguyện rồi. Vừa nãy em hỏi chị là chọn cho em một chiếc áo phông, nhưng mà chị nghĩ là năm nay ấy, Eva có một cái áo rất là hay, đấy là cái chi tiết lệch vai. Và chị nghĩ là cái vai của em rất đẹp, và tóc em luôn luôn để xõa xuống, nên là áo lệch vai rất phù hợp với cả em. Nó vừa thoải mái này, vừa gọi là gì đấy, casual, nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn rất là điệu. Mà em rất thích điệu. Cá tính nhưng vẫn điệu chị ạ. Đúng rồi, cá tính nhẹ nhàng nhưng vẫn rất là điệu, mà là còn thoải mái nữa.
nay thì em khá là bất ngờ và cảm thấy rất là thích những cái phong cách mà chị đã tư vấn cho em. Chính vì vậy mà với cái khoảng thời gian ngắn ở trong spa hiện nay thì em nghĩ là chưa đủ và em còn muốn là chị sẽ hướng dẫn cho em cách chỉnh đồ rồi cách chăm sóc như thế nào. Chị cũng rất cảm ơn em vì hôm nay em đã truyền cho chị một cái cảm hứng để chị sáng tác ra những cái tác phẩm chị phải nói là tuyệt vời, nên chị rất muốn là hẹn em bộ sưu tập sau của Eva, chúng mình sẽ lại sáng tác tiếp những tác phẩm thật là đẹp. Thì em sẽ chờ rất mong là cái bộ sưu tập mới của Eva rồi Eva sẽ sớm ra mắt để chị em mình lại có cơ hội cho chúng mình cùng chờ vậy.